Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 6 ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu tăng cường an ninh tại khu vực phía bắc giáp Belarus. Reuters cho biết động thái trên diễn ra sau khi người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tới Belarus. Tổng thống Zelensky cho biết cơ quan tình báo và an ninh Ukraine đã báo cáo về tình hình ở Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, tại một cuộc họp với sự tham dự của các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu. Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên kênh Telegram, Tổng tư lệnh tướng Valery Zaluzhny và chỉ huy quân đội phía bắc tướng Serhiy Naev được lệnh thực hiện một loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh hướng này. Tổng thống Zelensky không nhắc đến ông Prigozhin trong bài đăng ngắn gọn trên kênh Telegram. Ông thông báo tình hình ở những khu vực tiền tuyến khác, nguồn cung cấp pháo và đạn dược, bước tiến của quân đội Ukraine cũng được thảo luận tại cuộc họp hôm 30 tháng 6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho hay, quân đội Ukraine đang tiến về mọi hướng trong cuộc tổng phản công diễn ra từ tháng trước. Bà Malia nói với truyền hình Ukraine rằng, nếu nói về toàn bộ chiến tuyến cả phía đông và phía nam, thì Ukraine đã nắm được thế chủ động chiến lược và đang tiến về mọi hướng. Hôm 27 tháng 6, ông Prigozhin đáp máy bay từ Nga sang Belarus sau khi ngừng cuộc nổi dậy ở Nga dựa vào thỏa thuận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Truyền thông đưa tin Wagner có thể đang thiết lập căn cứ mới tại một cơ sở quân sự bỏ trống gần thị trấn Asibovichi, cách thủ đô Minsk, Belarus khoảng 90 km. Theo hãng tin độc lập Vesta của Nga, trích dẫn nguồn tin từ Belarus, một trại quân sự dành cho 8.000 thành viên Wagner đang được xây dựng tại Asibovichi, cách biên giới Belarus-Ukraine 200 km. Sau khi đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các khu vực phía bắc hồi năm ngoái, Ukraine nhanh chóng thắt chặt hoạt động bảo vệ biên giới với Belarus, vốn là đồng minh thân cận của Nga. Trong khi đó, theo tướng Naev, hiện Kiev chưa ghi nhận mối đe dọa trực tiếp nào từ Nga và Belarus tại khu vực do lực lượng phía bắc Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine giữa thời điểm mối đe dọa ngày càng gia tăng và nói thêm tình báo của Ukraine không ngừng hoạt động để thu thập thông tin.